Đất Linh Radio hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả cùng bạn đọc truyện Tâm Linh Đất Ám, một sáng tác của tác giả Lê Ngọc Mai. Tập cuối. Quẻ được ông Năm gieo là quẻ dự, còn bà Hà gieo được quẻ Mụi. Quẻ Mụi, ác quỷ vi sủng chi tượng, ma quỷ làm rối, ngu muội, mờ mịt. Còn quẻ dự ám chỉ động trên đất, trên hàng rào, động trong âm u, dè chừng. Đúng là xoay vần, bây giờ mới đụng hai quẻ này. Bà Hà thở dài, ông Năm không nói nhiều, chỉ bảo: có gì đâu, quẻ ứng đâu phải lúc nào cũng là tiên đoán, nó còn là phản ánh nữa, cô biết mà. Chưa nói đến những bộ môn ảo diệu như kỳ môn độn giáp, quẻ kinh dịch cổ nhân dùng đã rất huyền diệu rồi. Người ta thường cho rằng các quẻ kinh dịch dùng để tiên đoán, mách nước, tìm kiếm. Nhưng bên cạnh đó, một tính chất khác của quẻ kinh dịch đó là phản ánh. Ông Năm tặc lưỡi, lại tiếp tục sắp đồ lễ. Bà Hà lấy trong tay nải ra một sấp giấy màu xanh đỏ tím vàng, dùng kéo cắt thành từng mảnh hình nhân, rồi dùng cơm nếp dán lại. Làm xong thì có tất cả bốn con, hình dáng thoạt nhìn đều là nữ, được bà để dựng cạnh chân bàn. Bà còn đem theo một cái chuông nhỏ, bên dưới vành chuông có gắn những dải tua rua đỏ vàng. Một mảnh kỳ của thành hoàng bọc lấy một thanh kiếm, nó tượng trưng cho đức ông Hoàng Bảy, có thể trợ pháp cho thanh đồng. Bà Hà đứng ra bên linh hương thỉnh bề trên trợ pháp. Ông Năm đem con gà trống đi tới gốc cây sung, buộc một chân nó vào gốc cây. Con gà cứ giáo giác như muốn ngửa cổ nhìn lên cây, đập cánh loạn xạ. Sau khi xin được pháp của bề trên, bà Hà cũng mang bốn con hình nhân tới xếp quanh gốc sung, nhưng cách ra một đoạn, vị trí tương ứng với đông tây nam bắc, mặt nhìn về cây sung, lưng mỗi hình nhân dựa vào một cây linh hương được bà cắm xuống đất. Làm xong công đoạn này thì cũng đã tới giờ linh, hai người chuẩn bị phối hợp để diệt xong linh quỷ trẻ con. Nhìn cây sung sừng sững toát lên vẻ rờn rợn, hai người quay lại nhìn nhau, ánh mắt ngầm ra hiệu. Ông Năm nhổ con dao dài cắm bên cạnh, lại miết một con đường son đỏ khắp miệt dao, rồi lăm lăm đi đến dưới gốc cây sung. Tay còn lại xách theo một bọc ni lông buộc kín. Ông vung con dao đâm mạnh một nhát vào thân cây, mũi dao nhọn liền găm vào đó. Từ vết dao đâm bắt đầu rỉ ra một thứ chất lỏng tựa tựa như màu đỏ sậm, nó chậm chậm chảy xuống dưới gốc. Ông xé bịch ni lông, rồi trắc thứ bột trắng trong túi ra xung quanh gốc sung. Ông còn bóc một nắm vứt lên nơi con dao đang cắm vào thân cây, xong xuôi mới nhổ dao ra, rồi trở lại đàn pháp. Cây sung cổ thụ bây giờ đã là một trụ chứa âm vô cùng nặng, có thể coi là chỗ ở của hai con quỷ con trên mảnh đất này. Thứ nhựa cây có màu đỏ sậm này là tổ hợp âm, lệ, oán của hai con quỷ con và đống vải liệm lúc trước, cộng với phong thủy phá nạp âm tụ về ao tù nuôi cây, đúng là một mớ hỗn độn. Bà Hà chờ ông Năm làm xong việc này, trên tay từ lúc nào đã cầm sẵn thanh kiếm có tua rua màu đỏ, tượng trưng cho đức ông Hoàng Bảy. Bà cầm động tác múa may như mỗi khi hầu giá, chỉ khác là bây giờ bà mặc trang phục bình thường. Mũi kiếm trên tay bà chĩa tới đoạn dây rốn vắt trên trạc sung, với ánh mắt long lên sòng sọc, không còn vẻ hiền hòa thường thấy. Không biết như thế nào, nhưng sau khi bà chỉ mũi kiếm tới, đoạn dây rốn kia rơi xuống đất. Con gà trống bị cột gần đó nhìn thấy thì đập cánh đi tới. Đầu dây văng vẳng tiếng hét thảm của con nít. Ông Năm bà Hà đều thận trọng lắng tai nghe. Dưới gốc cây còn đọng sương mù,
chợt xoẹt qua một cái bóng đen. Nó mất khúc phía sau thân cây. Bà Hà nheo mắt nhìn. Hình dáng đó giống như một đứa trẻ chạy vụt qua. Chặn nó lại, bà Hà nhắc nhở ông Năm. Ông Năm hiểu ý, lại cầm dao chạy tới. Tay kia còn cầm theo mấy lá bùa. Ông đi tới nơi con gà trống đang chúi đầu nhìn cái gì đó dưới đất. Đầu nó nghiêng bên này, nghiêng bên kia, thỉnh thoảng lại mổ xuống đất. Ông Năm biết nơi đó là nơi mà đoạn dây trốn kia rụng xuống. Ông nâng dao, chuẩn bị nhắm nơi đó chém thẳng xuống, thì nghe tiếng thét chói tai của trẻ con đánh vào màng nhĩ. Tiếng thét này khiến cho ông thoáng váng đầu mà ngừng tay dao lại. Bà Hà lại kêu lên, nó trình chặt cây. Ông chỉ liếc mắt lên, rồi cứ thế theo trực giác vỗ thẳng lá bùa trong tay lên chặt cây trên đầu. Lá bùa trét đầy cơm nếp dính trên chặt cây. Ông Năm vội vã còn đính thêm bùa lên mấy chặt cây dưới tháp khác trước khi trở lại đàn pháp. Âm linh chúng nó lẫn lúc, đúng là khó bắt đó. Bà Hà lại xin phép của bề trên sắc vào bốn hình nhân nữ. Cô có chắc không? Ông Năm chau mày. Bà Hà không mở miệng mà thay bằng cái gật đầu. Bốn hình nhân nữ có thể vây bắt được hai con quỷ nhỏ này, chỉ cần nó hội về cây sung. Ông bà đã đánh cược vào đoạn dây rốn kia. Bà Hà cho rằng nó không chỉ là phần âm hai con quỷ để lại. Bà mượn pháp hoàng bảy diệt nó, thì âm linh của chúng xuất hiện đã giúp cho bà xác thực phỏng đoán này. Bây giờ chỉ còn việc xác định xem cái bóng mà vừa rồi bà nhìn thấy là của một con hay là song linh chồng lên nhau. Những nơi ông Năm đã dán bùa lên, âm tà không trú được. Chỉ có những tàn cây cao chúng mới trốn được mà thôi. Nó lại lẫn mất rồi sao? Ông giống mắt nhìn lên tán sung. Bà Hà cũng tương tự, gật đầu. Cái dạng này nó linh lắm rồi. Thấy tôi với anh là nó trốn ngay. Nhưng chắc chắn mình đã vây được ít nhất một con. Ý bà Hà là cái bóng xuất hiện hồng chặn lại ông Năm phá đoạn dây rốn ban nãy. Một khi đã chạm vào trận hai người giăng sẵn thì sẽ không thoát ra được. Trên tay bà Hà cầm cái chuông nhỏ, rung lên đinh đinh đang đang một hồi để thi phép trên hình nhân. Mắt người thường không nhìn thấy được biến hóa trên chúng. Kỳ thật bốn hình nhân nữ bổn mạng này rất có uy trước âm linh trẻ con. Xung quanh góc sung mơ hồ nghe như có tiếng khóc khó chịu truyền ra. Chỗ đoạn dây rốn trụng xuống, con gà trống đang đứng chợt vỗ cánh phành phạch, tựa như có điều gì đó khác thường khiến cho nó đứng không yên. Bà Hà nói với ông Năm, gà trống canh dữ, mình chặt dây rốn của nó nên nó khó chịu giận dữ rồi. Theo anh giờ nên làm gì? Ông Năm nói quyết liệt, còn làm gì, diệt nó luôn đi. Một con hai con gì cứ diệt trước, còn thì diệt tiếp. Bà Hà nghe ý định này thì thoáng im lặng, vì bà cho rằng đánh một con kia sẽ lẫn về nơi được nuôi chúng. Diệt không tận gốc, sau này khả năng rất lớn sẽ quay lại tác loạn tiếp. Băn khoăn này của bà ông Năm hiểu nên nói nhanh, một con không ghê gớm bằng hai con. Sau này nó đến ám đất nữa thì cũng không đáng ngại như bây giờ. Hai người trao đổi nhanh chóng, rồi ông Năm lên trước. Ông cầm gối sớ bọc tro chân nhang mà công xin được ở chùa Đông Nam. Tới nơi con gà trống đứng, bóc tro trải xuống để hóa giải nó. Ông vừa giơ tay lên thì dưới ao nước nhỏ sau cây sung tự nhiên có thứ gì đó từ dưới nước bay vọt lên. Ông Năm chỉ nhát nhìn thấy thì vội nghiêng người tránh. Bà Hà kêu lên, nó ở dưới ao đó, anh nhanh lên. Ông Năm liếc mắt nhìn thứ vừa bay sượt qua má, rồi không nói không rằng tiếp tục trải tro chân nhang xuống. Bà Hà đứng nơi đàn lễ, nghiêng đầu nhìn ra cái ao thì thấy một chõm đầu đen xị từ dưới nước hơi ngôi lên. Đúng lúc đó thì ông Năm trên này bị tấn công.
ông Năm thì trợn mắt khi ông nhận ra thứ bị ném tới ban nãy là một hòn đá. Thế cục phong thủy phá và trấn yểm làm cho ao tù câu thông với cây sung cổ thụ. Và thế là hai con quỷ nhỏ này có thể tác quái ở dưới ao. Nhưng ông Năm đã tính tới khả năng này nên giăng lên một bố cục bế âm xung quanh ao. Ban nãy bốn hình nhân nữ đã quay được một con trên cây sung. Vậy thì con xuất hiện dưới ao chính là âm linh còn lại. Bây giờ ông Năm và bà Hà đã có thể xác định rõ ràng nên tâm lý cũng nhẹ đi phần nào. Bà Hà không làm nhiều việc như ông Năm vì bà cần tác phép của bề trên vào tai mắt, nghe ngóng dị âm cho ông Năm hành động. Ông Năm bấy giờ đã trải hết chỗ tro chân nhang xuống nơi đoạn dây rốn rụng xuống, không dám ngơi tay mà đi đến chỗ mép ao lấy la bàn ra soi hướng. Ông đang chăm chú cúi đầu đọc la bàn thì dưới mép nước thình lình vọt lên một cánh tay quắt queo đen xì. Nó chỏi năm ngón tay nhỏ nhưng dài ngoằng như tay ếch lên hòng chụp lấy ông. Cẩn thận anh Năm! Bà Hà soi thấy cảnh này thì vội vàng la lên. Ông Năm bị động tỉnh đột ngột dưới nước và lời này của bà Hà làm cho giật mình. Ông ngã bệt mông xuống rồi thuận thế lùi ra sau. Ông biết con quỷ nhỏ này muốn lôi ông dìm nước, đã bị ma quỷ nhấn đầu thì đừng kể nước nông hay sâu. Kể cả chỉ ngã úp mặt vào một vũng nước tù, nếu như không cứu kịp thì đều chết cả. Vừa hay lúc đó ông đã tính được la bàn nên nhanh chóng rút lui, trở lại đàn pháp. Ông lấy trên bàn 7 ngọn đèn lưu ly đã được thắp sẵn trước đó, cho hết vào trong chiếc làng. Xách một lượt tới bên cạnh mép ao để bày bố theo các phương vị đã tính được. Trong lúc đó, bà Hà ở đàn pháp mượn phép hoàng bảy sắc vào thanh kiếm chờ thủ, đề phòng con quỷ kia lẫn dưới ao âm, hiển linh tấn công ông Năm. Tuy nhiên, chỉ là đi đặt 7 cây đèn vào vị trí dọc mép ao, nhưng ông Năm lại toát cả mồ hôi. Ông thiên về phong thủy, mặc dù vẫn sử dụng được bùa chú, nhưng không phải hàng cao siêu như trường phái luyện bùa chuyên nghiệp. Chưa kể mắt âm dương của ông cũng không nhạy bén bằng mắt thanh đồng của bà Hà. Không nói thì không ai có thể hình dung. Kỳ thật chỉ cần tới gần cây sung và cái ao là đã thấy nổi hết cả gai ốc. Cái vẻ âm u lạnh lẽo sọc thẳng lên, nhất là người nào yếu vía, thần hồn non nớt mà lại đi vào chỗ này thì mới cảm nhận rõ rệt nhất. Ông Năm bà Hà cũng đã có cảm giác tương tự. Chỉ có điều họ là người tu pháp, dù ít dù nhiều cũng đã có linh căn, trải qua cảnh âm dương lẫn lộn này nhiều lần, cho nên không còn lạ lắm gì. Có bà Hà trợ pháp, ông Năm một đường hoàn thành việc xây dựng hình trận bế âm quanh cái ao tù. Con quỷ nhỏ còn lại nhìn thấy thanh kiếm trên tay bà Hà thì không dám lộ diện nữa. Nhưng bà vẫn cảm nhận được rằng nó lẫn ở dưới đáy ao. Lúc này hai người đã thành công chặt đứt sự lưu thông giữa ao tù và cây sung. Chúng chỉ còn là những âm cục rời rạc. 7 ngọn đèn lưu ly đặt ở mỗi phương vị phù hợp, tương ứng với một phi tinh, kết nối thành hình trận thất tinh. Cổ nhân đã diễn hóa thất tinh thành nhiều dạng đồ hình biến hóa mang những công dụng khác nhau, vì nó hoàn toàn có trong những loại sách cổ. Có thể hiểu ở đây, ông Năm vận dụng một hình trận trong thất tinh để tạo một bức tường bế âm ao tù. Sau đó, ông lại cắm xuống cạnh mỗi ngọn đèn một cây linh dương do bà Hà thỉnh phép. Bọc quanh mỗi chân hương là một lá bùa vàng. Tổ hợp này sẽ vây nhốt con quỷ nhỏ còn lại dưới ao, không cho nó chạy thoát. Làm xong việc này, tuy ông Năm trán toát đầy mồ hôi, nhưng nét mặt lại lộ ra sự nhẹ nhõm. Ông hài lòng nói trong lúc quay lại đàn lễ. Được rồi, cái lưới của ông đâu rồi? Để xem. Ông tìm trong làng, lấy ra một tấm lưới mà thật ra nó được kết với nhau từ những sợi dây thừng nhỏ có màu đỏ. Bà Hà bên cạnh cũng làm xong một cái thuyền từ khúc chuối. Bên trên cắm 3 nén hương. Dựng trước nén hương cắm giữa
là một hình nhân giấy màu tím. Cây hương này cao hơn hẳn so với hai cây trái phải. Bà đưa cái thuyền mới làm xong cho ông Năm. Ông Năm đến bùa lên xung quanh thuyền, rồi buộc tấm lưới xuống dưới đuôi thuyền, dùng một cái gương bát quái nhỏ có chui nhọn cắm xuống, chặn lên mắt lưới. Đầu thuyền cũng được gắn một cái gương bát quái như vậy. Hai người thao tác nhanh chóng. Sau khi ông Năm dùng bút lông vẽ chú lên thân thuyền, thì bê cái thuyền tới thả xuống ao. Thuyền chậm chậm trôi ra xa dần. Đột nhiên lưng chừng mặt nước đục ngầu, nổi lên một quần sương mù rất nặng. Cái ao tù bỗng chốc trở nên âm u quái dị. Bà Hà trung chuông tác pháp lên hình nhân trên thuyền, cũng như duy trì phép ở trên bốn hình nhân nữ đang vây quanh cây sung. Đã đến giai đoạn mấu chốt để bắt và diệt hai con quỷ nhỏ này, nên cả hai người đều có phần căng thẳng. Ông Năm dõi theo chiếc thuyền đang lập lờ trôi ra xa. Nếu nơi nó trôi qua có âm tà, thì những lá bùa dán xung quanh thuyền sẽ bốc cháy. Con thuyền trôi được khắp ao là do phép của bà Hà đã tác lên hình nhân. Thực tế nó trôi rất chậm, nếu ai mà nhìn sẽ cảm thấy kỳ quái và rợn người. Ông Năm nheo mắt nhìn hai chiếc gương bát quái gắn ở đầu và đuôi thuyền, còn bà Hà theo dõi linh hương trợ pháp. Khi trôi đến gần một góc ao ở phía bụi tre, thì đột nhiên mắt ông Năm sáng lên. Do ông nhìn thấy trong mặt gương bát quái ở đầu thuyền in một cái vệt đen. Con thuyền trôi đến đây thì hơi bồng bềnh, nhẹ nhẹ lắc lư, dẫu cho nước bên dưới không hề có động tĩnh. Mặt nước vẫn phẳng lặng đến cảm giác bất thường. Nó kìa, cô thấy chưa? Tôi thấy rồi, nó muốn che gương bát quái, tai nó đó. Ông của mày cũng không che được chứ đừng nói. Ông Năm sẵn giọng, rồi chạy dọc mép ao tìm vị trí gần nhất nơi con thuyền đang khẽ rung động trên mặt nước. Trong túi quần đã thủ sẵn mồi dẫn, ông lấy ra, nhắm thân thuyền có dính bùa mà bắn tới. Nếu như bùa bốc cháy, thì đích thị bên dưới có âm tà đang trú. Quả nhiên bắn đến phát thứ hai mới trúng và bùa cháy lên. Xung quanh cái ao mơ hồ nghe được có tiếng khóc nho nhỏ truyền đến của trẻ con. Tiếng khóc mang theo sự đau đớn. Bà Hà phía bên này nhìn thấy, liền trung chuông, làm cho con thuyền chậm chậm trôi đi ở dưới linh của hình nhân án trên thuyền. Tấm lưới bắt đầu vây bắt quỷ nhỏ ẩn ở dưới ao. Ông Năm vừa ngóng cổ theo dõi, vừa nóng lòng lẩm bẩm: làm việc đi, bắt con vào. Trên trán bà Hà cũng đã lấm tấm mồ hôi sau một hồi lâu tác pháp, nhưng không dám lộ ra vẻ mệt mỏi mà rung chuông không ngừng. Bà liếc nhìn ba khúc chuối đặt trên bàn. Nếu những cây hương này cháy hết, thì bà cũng hết thời gian tá pháp, tức là mượn phép bề trên. Về phía cây sung, bốn hình nhân nữ thủ mạng mà bà Hà tạo ra lần lượt là người em gái, người chị, người mẹ và người bà. Bốn thủ mạng này rất là có uy trước âm linh trẻ con. Nó trấn nhiếp con quỷ đang náu ở trên cây. Còn dưới ao, con thuyền trôi một vòng rồi trở lại gần mép bờ. Trên tay ông Năm đã cầm sẵn cái thước gỗ dài Bảo Công đi mượn ở trường cấp 1. Khi thuyền tới gần, thì đưa thước xuống, khua xung quanh rồi đập mạnh ba cái. Sau đó khua đi khua lại 7 lần, khiến cho con thuyền chao đảo chồng chành. Khi ông Năm làm việc này, bà Hà có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của trẻ nhỏ. Ánh mắt bà không khỏi toát ra vẻ mừng rỡ. Tóm được nó rồi đó anh Năm, nó nằm ở trong lưới. Dù linh cỡ nào thì cũng chỉ là trẻ con, hết trò rồi là trị được. Lời này ông Năm từng nói với bà Hà cũng chẳng sai. Diệt nó luôn chứ anh. Bà Hà hỏi ý ông Năm. Ông Năm không ngơi tay, vừa dùng cây thước câu chiếc thuyền lại gần, vừa với tay lấy con dao dài cắm cạnh đó, chuẩn bị thu lưới. Diệt luôn, không cần trần tình. Ý ông là cặp song linh này mà nương tay với nó
thì chỉ tổ để lại hậu họa. Đã tự trứng ác sinh ra thì không làm gì mà thành quả ngọt được. Trả lời ngắn gọn, rồi ông Năm vung dao lên chém thẳng xuống dưới cái lưới đang mắc một đầu của thước gỗ. Nhát chém đập mạnh xuống nước làm nước văng tung tóe lên. Từ đâu đó dội tới tiếng thét chối tai của trẻ nhỏ. Ông Năm không còn tay nào trống, đành nhắm mắt chịu trận. Còn bà Hà thì che lỗ tai lại. Tiếng thét đó rất rõ rệt nhưng ngắn ngủi, thoáng chốc không gian trở về yên ắng. Duy chỉ có làn sương mù lập lờ trên mặt ao thì vẫn không tan đi. Nói là như vậy nhưng kỳ thực là vẫn chưa xong việc. Sau nhát dao diệt âm, ông Năm nhanh chóng dùng cây thước lặp lại hành động, đánh hồn đập phách ban nãy một lần nữa. Diệt tận gốc, đánh cho hồn chẳng tụ, phách chớ hội. Sơ khai về với sơ khai, đất trời dung nhập, là ta chẳng tiệt đường. Ông Năm vừa vung thước gỗ đánh xuống mặt nước, vừa nói dõng dạc. Không trung không thể còn nghe được tiếng âm linh của trẻ nhỏ. Một nhát chém âm ban nãy gần như là chí mạng nó rồi. Hiện tại có thể xem như nó chỉ còn chút hơi tàn. Cho dù ông Năm có đánh đập thêm nữa cũng chẳng kêu la gì được. Một lần này xem như về với đất trời. Bà Hà ngó nghiêng nhìn theo bóng lưng ông Năm bên mép ao, nét mặt chưa dám thả lỏng. Lúc thấy ông thu tay dao mới hỏi: Xong rồi chứ anh? Ông Năm gật đầu, trên cái trán hơi hối lắm tấm mồ hôi. Còn nhìn ra được ông đang thở gấp do tốn sức. Nhưng ông dường như chẳng bận tâm về điều này, mà nhanh chóng quay lại bàn lễ, tiếp tục diệt con quỷ còn lại trên cây sung. Tách ra để diệt chúng đúng là một nước đi đúng đắn. Bốn hình nhân thủ mệnh đã trấn nhiếp được con quỷ. Phép mà bà Hà tác lên chúng đã duy trì qua được một đoạn thời gian. Đồng nhất với thời gian linh hương đỡ lưng chúng cháy. Bà nhìn thì án chừng phép trên hình nhân còn duy trì được không đến 15 phút nữa, nên dục ông Năm nhanh tay. Bà rung chuông nhỏ trong khi ông Năm lây hoay tìm mấy thứ trong chiếc làng. Sau đó thì đốt sắp sớ vàng để trên bàn trong một cái chậu đồng đem từ cảnh tới. Bà vừa đốt sớ vừa hát văn: Bồng lai là cảnh thiên thai, tấu cô đôi thượng đại tài ai qua. Hầu vua hầu mẫu bơ tòa, tiếng tâm lừng lẫy vua bà yêu thương. Về đồng đánh phấn sôi gương, lượt là chải chuốt vành dây vấn đầu. Bà quỳ trên đất, vừa đốt cháy sớ vàng vừa ngâm nga hát chậu văn thỉnh phép của cô đôi thượng ngàn. Vì cô rất hay ngự về đồng, căn đồng mà thành kính khẩn cầu thường cô sẽ cho mượn phép như đức ông Hoàng Bảy. Bốn hình nhân nữ thủ mệnh đã có uy của phép ông Hoàng Bảy, bây giờ lại có thêm linh từ phép của cô thì chắc chắn là một bắt tóm gọn. Đợi sắp giấy sớ hoàn toàn hóa hết ra tro, bà bảo ông Năm đem tới trải xung quanh gốc sung và tán lên trên cành cây. Bên dưới còn có bùa của ông, nó khó bề mà lẫn khỏi trận này để tẩu thoát về nơi được thờ cúng. Ông Năm lập tức đem chậu tro tới rải quanh gốc sung, phần còn lại thì dồn sức hắt mạnh lên các tàn cây. Tro bay lả tả đậu xuống các tán lá. Con gà trống đi đi lại lại dưới gốc, thỉnh thoảng lại giáo giác đập cánh. Ông Năm quan sát nó rồi hỏi bà Hà: Đã thấy nó chưa? Thì ở phía gà trống đó. Quả nhiên bà hiểu ý của ông Năm, quả quyết xác nhận để ông Năm yên tâm mà hành thủ. Gà trống lây quay ở đâu, con quỷ núp ở phía đó. Nó gần như chỉ biết lẩn trốn, chứ không thể thoát khỏi uy hiếp của hình nhân thủ mệnh. Lúc này bị ép gần như phải hiện hình. Trên cành cây chỗ đó mơ hồ in xuống những vết chân trẻ con đen xì. Bà Hà nói: Trên cái chạc to thứ nằm bên phải, từ dưới lên, chạc cây không có chùm sung nào đó. Ông Năm ngước mắt nhìn lên,
cả cây sung này mọc bao nhiêu là quả. Nhưng đúng là hiện tại trên cái chạc to thứ năm, như chỉ điểm của bà Hà, thì lại không hề có một quả sung nào. Ông đã xác định được, tuy nhiên vị trí ấy cao so với người đứng dưới gốc cây, không thể với tay tới. Ông đang ngẩn mặt nhìn, thì dường như hình dung được một gương mặt trẻ con mơ hồ lẫn lộn trong đám lá cây. Ông Năm còn đang tính nên xử trí ra sao, thì từ trên tán cây cao rơi xuống rất nhiều sung. Mày dám ném ông hả? Lão toét, xem ông xử mày như thế nào. Bị trẻ con lỗ mãng, ông Năm tức giận mà chửi. Bà Hà nhắc nhở: nó đang hiện linh, anh cẩn thận đó. Vốn bà Hà còn định nói rõ ý đồ của mình với ông, để hai người phối hợp, nhưng sợ con quỷ kia nghe thấy, đành nói một câu mờ mịt. Ông Năm nhìn về phía bàn lễ, thì thấy bà Hà đang giơ thanh kiếm lên, giống như đang sẵn sàng xuất thủ. Thế là đầu ông liền nhảy xuống. Thấy mắt ông Năm sáng lên, bà Hà không nói gì, chỉ nhìn thẳng ông gật đầu xác nhận. Ông Năm cũng gật đầu đáp lời, coi như hai người đã ngầm trao đổi với nhau thành công. Ông nhìn con gà trống, nó giáo giác đi đi lại lại, ngửa đầu nhìn lên cây. Ông đi đến, dứt khoát tháo sợi dây đang cột một chân con gà, rồi ôm nó thả lên chặt cây ở trên đầu. Con gà trống mà ông Năm bảo công đi kiếm về là gà đã 9 năm tuổi. Số 9 là số lớn nhất, cũng là số đại diện cho cửu dương. Bên cạnh đó, gà trống vốn thuần dương, mắt gà có thể nhìn được chuyện âm dương. Cộng với số tuổi lớn, con gà trống này không chỉ cảm nhận được mà còn tỏ ra bài xích rõ rệt với con quỷ nhỏ đang lẫn trên cây. Gà trống ban đầu đậu ở chạc cây trên đầu ông Năm, đập cánh lên mấy cái, rồi đột nhiên vỗ cánh bay lên chặt cây trên cao. Bà Hà nheo mắt nhìn theo. Từ khi con gà bay lên cây, sung đã không còn bị ném xuống nữa. Vì con quỷ con cũng khá tinh ranh, trước tình thế bị uy bức này, nó hầu như không hiện linh, sợ hai ông bà bắt được, nên bà Hà phải lần theo gà trống. Trên các chặt cây cao nhất xuất hiện từng dấu chân và tay của trẻ con, tất cả đều đen xì. Con gà bay lên tận cao nhất của cây sung, mắt nó láo liền, đầu nghiêng qua nghiêng lại, tựa hồ như muốn mổ cái gì đó. Bất chợt nó rướng cổ gáy lên mấy tiếng, đồng thời đập cánh loạn xạ. Bà Hà mở to mắt. Đúng lúc đó, bà nhìn thấy trên cổ gà trống xuất hiện một bàn tay đen xì. Nó túm lấy cổ con gà mà bóp nghẹt lại. Con gà trống vùng vẫy muốn bay xuống. Bà Hà giơ kiếm, nhắm cổ con gà mà chĩa mũi kiếm tới. Con gà trống rơi thẳng xuống đất, cùng lúc với một tiếng hét thảm xuất hiện văng vẳng trong không trung. Ông Năm cũng chứng kiến một cảnh này. Ngay khi con gà rơi xuống, nó loạn choạng bật bã, lông lá xù xỉnh cả lên. Ông Năm nhắm chỗ gà rơi, trong tay đã thủ sẵn một phốc bột trắng, vải thẳng xuống chỗ đó. Nơi có bột trắng trải xuống, lờ mờ xuất hiện dấu chân tay của trẻ con, giống như tư thế đang bò. Ông nghiến răng: định chạy sao? Quắc con, làm khổ hai ông bà đó. Ông cầm trên tay cây thước gỗ, vụt thẳng xuống nơi có dấu vết âm tà lưu lại trên vôi bột. Mắt người thường chỉ nhìn thấy ông vụt vào không khí, nhưng thực chất là đang đánh con quỷ nhỏ. Tiếng khóc đau đớn xuất hiện. Ông Năm đánh nó bằng thước để nó không thể bỏ trốn đi, rồi nhanh chóng tóm con dao dài cắm bên cạnh, lại chuẩn bị xử trảm. Về phía bà Hà, chỉ chốc lát sau khi thi phép kia xong, cánh tay cầm bảo kiếm hoàng bảy của bà run rẩy như mất lực, rồi buông thõng xuống. Dù mồ hôi túa đầy trán, bà vẫn gắn giữ nhịp thở, nói với ông Năm: mau mau lên anh Năm, tôi sắp mất linh rồi. Ông Năm nghe thấy nhưng không đáp lời, chỉ bổ nhát dao diệt âm xuống. Nhưng đúng lúc này, trước mắt ông đột ngột vọt lên một bóng đen. Bà Hà hét lên: tránh đi, nó hiện linh.
Bà chỉ kịp vừa hét lên câu này, vừa vung chuông lên vội vàng lắc. Ông Năm có tránh nhưng vẫn hơi chậm trễ. Trên cổ ông đau nhói, hai bên đều đột nhiên hằn lên mấy vết xước như bị móng tay cào qua. Ông loạn choạng lùi lại sờ cổ, giọng trầm xuống. Mẹ kịp, sắp tôi rồi, nên xù lông lên đó sao? Rồi ông nhìn bàn tay vừa sờ lên cổ, có vết máu thâm đen. Ông chạy về bàn lễ, vốc một ít gạo nếp sống trong bát trên bàn, bỏ vào miệng nhai, rồi vội đắp lên chỗ xước. Bà Hà bên cạnh đang tập trung tác pháp trên bốn hình nhân thủ mạng, vậy không cho con quỷ kia chạy thoát. Anh cố lại lần nữa đi, nó yếu lắm rồi. Bà tranh thủ nói. Ông Năm xử lý tạm vết thương, rồi lại cầm dao và thước gỗ đi tới chỗ cây sung. Cổ ông bây giờ vừa đau vừa nhức, mồ hôi túa ra trên trán, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đáng sợ. Ông nhét vào trong cái túi áo trước ngực một lá bùa hộ thân. Giờ thì không có lý do để tha cho mày. Ông vừa đi vừa tức giận lầm bầm. Con gà ban nãy còn nằm giãy giụa, bây giờ đã hồi lại. Hai mắt đen lấy của nó nhìn một phía với vẻ bấn loạn và cảnh giác. Đó là mặt sau của gốc sung. Ông Năm không nói không rằng, chỉ vung một nhát dao chém thẳng vào thân cây sung, rồi lại chém thêm bên kia một nhát. Đến nhát thứ hai thì nghe thấy một tiếng hét ngắn ngủi của nó vọng lại. Thế là xong rồi. Cùng lúc nghe thấy âm thanh chói tai này, trong lòng cả hai tuy khó chịu nhưng cũng khẽ thở phào một hơi. Sở dĩ ông Năm xác định con quỷ đã hết đường trốn là bởi trên tàn sung lúc này không còn có chỗ cho nó trú thân. Dưới gốc có hình nhân thủ mạng vây nhốt, thân và các cành sung thấp thì có bùa của ông dán lúc trước, cộng với tro hóa của bà Hà tán lên. Chỗ duy nhất nó náo được là tầng cao nhất của cây, do không có thứ gì chạm đến được nơi này. Chỉ sau khi gà trống tiếp cận được thì nó mới bị ép phải hiện linh trong chốc lát, liền bị bà Hà đánh trúng từ xa. Thế là tóm được nó đem xuống đất. Bà Hà nhìn tới linh hương cắm trên ba khúc chuối, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là hương cháy hết rồi. Nhưng bà lúc này đã thấm mệt rồi, bà nhăn mặt ngồi phịch xuống đất, không nghĩ gì nữa. Một lần tá pháp bề trên không hề dễ dàng, trong thì không tốn sức, nhưng bản chất cả hai người đều mệt bở hơi tay. Thậm chí sau mỗi lần làm pháp sự kiểu này, thường thì họ phải nghỉ tịnh dưỡng một thời gian. Ông Năm cũng đã quay trở lại bàn lễ, tay cầm con dao đưa lên quệt mồ hôi trên trán. Bà Hà ngước nhìn rồi nói: Anh lên hỏi người nhà, xin ít đậu xanh mà đắp vào đi. Ý bà là vết quỷ cào trên cổ ông Năm. Ông lại lây hoay bên cái làng, lấy ra cái la bàn, không để ý mà nói: Xử lý luôn phản hương đã. Đừng cố quá, lên nghỉ chút đi, rồi đầu chiều mình làm tiếp. Tay chân tôi bủng rủng không đi nổi nữa rồi. Mãi tập trung vào chính sự, ông Năm không để ý đến tình trạng của bà Hà. Bây giờ nhìn lại mới thấy bà có chút thảm. Ông bèn dìu bà dậy. Bàn lễ cũng để ở đó, chỉ xách làng và tay nải của bà, rồi hai người rời khỏi khu vườn. Sắc mặt của bà Hà không tốt, nhưng vẫn nhắc ông Năm: Cứ để tôi nghỉ một lát, còn anh đi xử lý máu cho xong đi. Ông Năm gật đầu. Kỳ thực việc diệt túy máu, một bà đồng như bà Hà cũng có thể làm được. Nhưng vì hạn chế ở mặt tá pháp bề trên, Thanh Đồng dẫu có thể làm phép vẫn tính là người trần mắt thịt, nên không thể duy trì lâu. Họ xác định song linh quỷ trẻ con là đáng ngại nhất,
cần dồn tinh lực và để dành thể lực để diệt hai con quỷ này trước. Quả nhiên diệt chúng xong thì thể lực bà Hà cũng cạn kiệt. Lên đến tầng vườn trên cùng, đã thấy ba mẹ con bà Hiền thấp thỏm đứng chờ ở sân. Vẻ mặt người nào người nấy vừa nóng ruột vừa căng thẳng. Thấy bà Hà phải để ông Năm dìu, họ đều lo lắng. Ôi, thầy Hà làm sao thế này? Bà Hiền chạy tới đỡ lấy bà. Ông Năm nói: cô nhà chăm sóc bà ấy một lát, không có việc gì đâu, mệt quá thôi. Bà Hiền đưa bà Hà vào trong căn buồng ngủ của hai vợ chồng. Còn lại Công và Thành bàn bạc tiếp cùng ông Năm. Thành tỏ ra tinh ý, đưa cho ông Năm một cái khăn mặt sạch và ướt. Ông cầm lấy lau mặt mũi, vừa hỏi: mấy giờ rồi? Dạ gần 1 giờ chiều rồi. Thành xem đồng hồ đeo tay rồi đáp. Công thì nói: thầy ơi, thầy vào nhà nghỉ ăn bát cơm đã, rồi chiều có gì mình làm tiếp. Thầy Hà nữa. Ông Năm gật đầu, theo hai anh em đi vào nhà. Có thật mới vực được đạo. Mấy mẹ con bà Hiền vừa ăn cơm trưa, vừa nói chuyện với ông Năm. Còn bà Hà thì vẫn nghỉ ngơi trong buồng. Ông Năm nói sơ qua ý định của mình. Sau khi ăn cơm xong, hai anh em sẽ theo ông đi diệt mão, rồi quay lại vườn phá phản hứng. Ông trù tính: nếu mà im đẹp thì quá tối là xong tất cả, còn không thì lại phải thêm buổi sáng mai nữa. Thật ra xử lý tất thảy vấn đề vừa phong thủy vừa trấn yểm, lại vừa diệt cả âm linh chỉ trong một ngày, quả thật là có phần khiên cưỡng. Hai anh em Công và Thành đều nói với ông Năm là không cần vội, họ sợ dục tốc bất đạt. Ăn cơm chóng vánh xong, ông Năm xách làng cùng Công và Thành trở lại ngôi nhà mới. An cục đã được dựng xong, còn đang chờ cho xi măng khô. Nhìn lên trên mái nhà, ông Năm đứng dưới chân nhang mà nói: anh Thứ lên trên với tôi, anh Cả trông chừng ở dưới là được rồi, tránh tới nơi nhắm vào mình. Rồi ông và Thành trèo lên mái nhà, tới chỗ Công chỉ cất cái lá bùa phong túy. Bây giờ đang là ban ngày, vào hang ổ cũng không lo bằng ban đêm. Ông Năm vừa tìm chỗ đặt cái làng, vừa lẩm bẩm nói. Vẫn là Thành đồng hành cùng ông. Căn bản do không hiểu, nghe được câu đực câu cái, nên Thành cũng không lên tiếng nhiều. Sở dĩ ông Năm nói vậy, bởi ông ngụ ý coi mái nhà này là hang ổ của mão. Nếu trèo lên đây ban đêm, 70% là túy mão sẽ hành hung hai người. Chưa kể mạnh yếu ra sao, nhưng túy mão thuộc dạng dữ, động nó là nó cắn trả ngay. Có thể thấy ngay khi ban ngày ban mặt, Công vẫn bị nó hiện linh tấn công, dù chỉ là trong tích tắc. Đương nhiên ông Năm không có tâm trí đi nói điều này cho Thành nghe, bởi ông còn đang bận tay lo đối phó với nó. Cất vào ngực đi, đề phòng nó hiện linh. Ông đưa cho Thành một lá bùa. Thành không có túi áo nên nhét vào bên trong ngực. Ông đương nhiên cũng thủ sẵn một lá. Mão chưa tụ đủ hồn phách không đáng ngại. Trên người họ có bùa hộ thân, cho dù nó tác quái cũng không nguy hiểm. Quả nhiên, khi ông Năm vừa lấy lá bùa phong túy ra khỏi viên ngói, thì đâu đây mơ hồ nghe như có tiếng mèo kêu ré lên. Không biết Thành ngồi bên cạnh có nghe thấy hay không. Trước đó ông đã lấy sẵn một lá bùa, gấp nhỏ lá bùa phong túy mão lại, rồi dùng bùa này bọc lại. Thành ngồi bên cạnh, vẻ mặt như vẫn tai nghe ngóng rồi nói: ừ, thầy có nghe như có tiếng đạp trên ngói hay không? Ông Năm không lên tiếng mà chỉ tiếp tục việc của mình, vì đương nhiên ông đã nắm được điều này. Tiếng đạp trên các viên ngói lạo xạo chính là mão. Hay nói cách khác, nó đang đi lòng vòng trên mái nhà, chăm chăm mà nhìn hai người họ. Ông Năm bọc xong lá bùa kia thì cho vào một cái hũ hình hồ lô, im hơi lặng tiếng mà lẩm nhẩm trong miệng. Lẩm nhẩm xong, ông quẹt một que diêm, rồi thả luôn vào trong hũ bịch nút lại.
Thành ngồi bên chăm chú mà nhìn. Chỉ nghe trong hũ nổ đụp một cái, thoáng chốc lỗ tai và gáy không hiểu sao lại nổi gai ốc, mà tiếng lạo xạo nãy giờ trên mái nhà cũng ngừng lại. Phía mái bên kia truyền tới tiếng ngói rơi vỡ. Thành bèn đứng lên xem nhưng không thấy gì. Ông Năm không thèm quan tâm cũng biết Mão lẩn quẩn xung quanh họ. Khi bùa phong túy bị phá, nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, tuy nhiên chưa bị diệt triệt để. Khi nghe ông Năm nói cách xử lý Mão này, bà Hà liền băn khoăn. Nhưng mà bùa phong bị phá thì cũng đồng nghĩa với việc Mão không cần phải lẩn quẩn quanh nóc nhà nữa. Do không còn ràng buộc về các túy, nó chạy mất thì sau này bắt thế nào? Hết ràng buộc túy, thế cô quên còn tam hội sao? Tam cục chẳng là ràng buộc thì là cái gì? Đố nó chạy xa được mà sống đó. Ông nói quả quyết, giống như tinh tị. Cho dù chạy thoát khỏi ấn an cục thì cũng không thể đi quá xa chính cung. Túy Mão cũng vậy, càng xa càng yếu. Vì suy cho cùng, chúng cũng chỉ là dạng âm linh bị chính cung chiêu mà đến. Nghe vậy bà Hà mới yên lòng. Rời khỏi mái nhà, Thành vẫn còn ngờ ngợ. Không ngờ việc Túy Mão lại nhanh như thế, không còng kềnh như xử lý cục yểm ở trước buồng ngủ của bố mẹ mình. Kỳ thực Thành không biết tàn dư hồn phách của Mão vẫn chưa có bị diệt hết, mà ông Năm sẽ bố trí trên mạch đất một thế trận trừ âm, song song đó là hóa giải cục phong thủy phá, cũng chính là phá ngũ quỷ, lục sát và tuyệt mệnh đắc địa. Chính cùng chiêu ngũ quỷ sập thì âm linh của chúng cũng từ từ tan rã đi. Lúc xuống đến nơi thì bà Hà đã hồi phục, đứng dưới mà đợi tình hình. Ổn cả chứ anh? Ông Năm vừa leo khỏi thang, bà đã hỏi ngay. Ông bình thường đáp, tay cầm cái hũ hình hồ lô đưa cho bà. Bước đầu đã ổn, bây giờ mà phá phản hướng êm xuôi nữa là xong hết chuyện chính. Bà Hà gật đầu, nhận cái hũ từ tay ông Năm. Vì cái hũ này cũng là của bà đem từ cảnh tới, các đồ cúng của bà đa phần đều bằng đồng, hũ này cũng không ngoại lệ. Ông Năm đã nói sơ qua cách phá bùa phong hòng diệt hết các túy của Mão trong đó, bằng cách ông sẽ sử dụng bùa phá ngũ lôi, lôi diệt âm tà. Có thể hiểu đại khái rằng hai loại bùa này tương tác, kết hợp được với nhau. Sức mạnh của lôi trong bùa ngũ lôi có thể truyền qua kiếm phong âm tà mà diệt được chúng. Còn sát pháp cơ bản vẫn là dùng mồi dẫn bùa, có điều không phải bằng cách đốt bùa. Cuối cùng là cần một thứ mang tính pháp để chứa bùa, nên ông Năm đã mượn bà Hà cái hồ lô bằng đồng kia. Lúc mấy người đang tụ tập trước sân thì Thành có điện thoại tới, là cuộc gọi của Vân. Tiếng Vân trong loa điện thoại truyền ra ai nghe cũng rõ. Ở nhà sao rồi anh? Em lo quá, bố vẫn mãi không tỉnh á. Thành bèn đứng tại chỗ nói chuyện với vợ. Không phải lo, các thầy xử lý gần xong hết rồi. Bác sĩ đã tới thăm bệnh chưa? Tới lúc đầu chiều rồi. Đại loại khó nói lắm, bảo cần theo dõi thêm. Vẫn phải truyền các thứ đây nè, vì bố đã tỉnh đâu. Thành thoáng nhăn mặt lại, tạm thời trấn an và dặn dò vợ. Được rồi, nhớ chăm sóc bố cẩn thận, để mắt đó có gì gọi bác sĩ kịp thời. Tối nay anh mang cơm vào cho. À, cả mẹ nữa. Bà Hiền liền nói chen vào, nét mặt lo lắng không thôi. Thành nhanh chóng tắt máy để hai thầy trò khỏi chờ lâu. Bà Hà mới nói, cục yểm bị phá rồi nhưng phản hướng vẫn còn, nên gia chủ vẫn chịu ứng vận đó. Ông Năm đang sôi la bàn, vừa lầm bầm trong miệng. Nhưng mất cục yểm nên suy yếu rồi, hình tinh đang có động. Bà Hà nghe ông Năm thông báo kết quả này thì hài lòng mà gật đầu. Việc đã giảng ra, lúc này mới chợt nhớ tới
còn bàn thờ tiên. Bà quay sang nói với mẹ con bà Hiền: "Phải rồi, ngày mai nhà gọi thợ tới dựng thờ tiên được rồi. Hôm nay cứ xử lý xong xuôi hết việc chính đã." Nhìn vẻ mặt thắc mắc của người nhà bà Hiền, có lẽ trong lòng đang không hiểu vì sao không để người thợ mới xây an cục sáng nay xây luôn thờ thiên trong buổi chiều. Thế là bà bèn giải thích: "Bàn thờ thiên địa lập vào lúc đất sạch sẽ là tốt nhất. Từ đó về sau cân bằng đất đai, trấn đất cũng mới đặn. Hiện tại phản hướng vẫn còn nên không cần vội đâu." Thời gian buổi chiều không còn nhiều, ông Năm quay lại khu vườn cầm cuội tính toán. Lúc này Công và Thành đều theo ông xuống vườn để tiện sai việc. Nhìn cái ao tù đục ngầu của nhà mình bấy lâu, trên mặt Thành toát lên vẻ bất đắc dĩ lẫn khó tin. "Đúng là tài thật đó, không hiểu sao mà biến ao thành gương được. Mình nhìn xung quanh đúng là chả có gì thay đổi, mà lại bận lên người mình được anh Công ha." Thành xoay người nhìn chung quanh khu vườn, vẫn quang cảnh mà hai anh em đã nhìn suốt hơn 20 năm qua. Ấy vậy mà hiện tại ám lên một vẻ âm u, rợn ngợp, nhất là khi lại gần cái ao nước tù lạnh lẽo. Công chống nạnh nhìn ra mặt ao lạnh tanh, cười khang mà giọng châm biếm: "Đúng là chuyện lạ của thật mà." Đứng ở bên cạnh, ông Năm đương nhiên nghe thấy, nhưng vì mãi soi la bàn và nhẩm tính nên ông không tham gia cuộc tán gẫu này của hai anh em. Chỉ thầm nhủ trong bụng: người bình thường đối mặt với những chuyện liên quan đến âm dương, quỷ quái thường chẳng bao giờ mà dễ tiếp nhận được, cho đến khi vận nạn, tai ương nó vận hẳn lên người, quỷ quái nó ám vật, thì lúc đó đã lao đao khốn khổ lắm rồi. Trong lúc ông Năm sắp đặt trận thế trừ âm trên đất, Công và Thành lo thu dọn cái bàn nhựa mà hai ông bà dùng để làm pháp sự, cùng với những món trâu ria hãy còn vứt vương vãi quanh gốc cây sung. Cây sung này hai anh em nghe bố kể lại là lúc mua được mảnh đất thì ông cố đã trồng ngay cây sung này vào. Ngày xưa người ta quan niệm là đất mới mua để cha mẹ hoặc người lớn trong nhà trồng cây vào lúc khởi điểm sẽ là điểm tốt, tượng trưng cho sinh sôi nảy nở, tán tài tán lộc trong dòng họ. Ông cố tụi bay đó lục tục ở dưới mảnh vườn mấy ngày liền trồng cái cây sung này, rồi còn trồng cả một hàng tre làm bờ rào kia nữa. Nói là đến đời bọn bay thì tha hồ mà có bóng mắt. Nhớ đến những kỷ niệm này, lại nhìn đến thảm trạng trước mắt ở gốc cây sung, Thành không khỏi chạnh lòng. Ánh mắt chạm tới thứ gì trên thân cây, bèn châu mày nói: "Nhựa cây gì mà lắm vậy? Màu đỏ sậm thế này nè, anh Công." Thành dùng cành cây chọc vào thứ chất lỏng mà ông Năm dùng dao trích ra trên thân cây sung. Ông Năm câu mày nhắc: "Hai anh đừng có tái mái tay chân, thứ đó không tốt lành gì đâu." Rồi ông chỉ về phía cái làng: "Bây giờ hai anh làm ngay theo lời tôi nói. Những chỗ nào tôi vẽ dấu trên đất thì đi tìm vôi bột về, trộn với bột tôi để sẵn trong bọc ni lông màu đen trong cái làng, giống thẳng trải thành một đường. Riêng bốn góc đất đó, kiếm bốn thân tre già cật xanh, đo đủ chín tấc, đợi tôi án bùa lên rồi đóng xuống. Chỗ kia là trung cung đất, đi xúc một ít đất phù sa trộn cát vàng về, để tôi hướng dẫn chôn xuống." Nghe ông sắp xếp, Công bèn hỏi rõ: "Đất và cát cần lấy bao nhiêu là đủ hả thầy?" "Ba phần đất, một phần cát, một phần là một bát ăn cơm đó." Ông Năm ước tính rồi đáp, lại nói: "Ở gốc ao tiếp giáp với bụi tre, cậu cho người đào thông ra đất đồng bên ngoài, rút cạn nước đi." Công và Thành nghe thì đều hơi ngẩn ra, không biết ông Năm muốn rút nước trong ao để làm gì. Ông đành bổ sung: "Ao này tụ âm,
sau đó tán qua phản hướng, vì bản chất nó là một mặt gương. Muốn bài âm thì đương nhiên phải phá gương, rút nước đi chứ còn gì nữa. Thôi hai anh lo đi sắp xếp làm luôn cho kịp trời tối. Ông Năm đã thúc giục nên hai anh em chạy đi làm ngay. Bà Hà vừa đi cùng bà Hiền chỉ vị trí xây bệ thờ thiên xong, lúc này mới xuống vườn tìm ông Năm, hỏi xem tình hình như thế nào. Lúc trước vị vây bắt một âm linh quỷ trẻ con ở dưới ao, mà ông Năm đã dựng một hình trận thất tinh bế âm xung quanh ao. Sắp sửa bài âm nên ông đang trút những cái ngọn đèn lưu ly đặt dọc theo mép ao cùng với linh hương lên. Vừa làm ông vừa nói sơ qua hình thế trừ âm trạch đất cho bà Hà cùng rõ. Bà Hà không khỏi thán phục khi hình dung ra, vì đó là hình cục bánh chưng, vừa ổn định đất, trừ âm, chặn ma quỷ, đồng thời tạo phôi sinh cho đất. Bánh chưng tượng trưng cho đất sinh sôi màu mỡ, phì nhiêu, lấy trung tâm làm nhân kèm với phôi sinh, bốn góc vuông vức tạo thành một thế đất đủ đầy, kèm tứ trụ chặn ma quỷ. Hình cục này quá đẹp, quá viên mãn. Được rồi, cô thử nhìn xem có vấn đề gì không. Ông Năm phủi tay đứng lên trưng cầu ý kiến. Bà Hà cười cười nói: Lĩnh ngộ về phong thủy được anh dụng triệt để mà xử lý như thế, tôi không hiểu biết thì lấy gì mà góp ý nổi chứ. Ông Năm thẳng thắn: Hai con quỷ còn chẳng phải cô xử lý còn gì. Bà Hà nghe thì hiểu ý ông Năm ám chỉ việc bà dùng phép bề trên quá sức để diệt hai con quỷ kia, đồng nghĩa với công sức của bà nhiều hơn, nên chỉ đành cười trừ. Mỗi người họ đều có một sở trường, một thế mạnh riêng, kết hợp hỗ trợ với nhau mới xử lý cái đống hỗn độn trên mảnh đất này không quá một ngày đêm. Mà như thế khiến cho bà Hà chợt nhớ ra một điều, bèn nói: Phải rồi, anh có bao giờ nghĩ xem kẻ ám hại nhà này là theo trường phái nào, mà lại vừa dùng cả phong thủy, vừa dùng âm linh, lại còn biết cả thuật yểm hay không? Có. Nếu là người trong vùng thì đa số am hiểu đa thuật như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đợi làm xong vụ nhà này tôi sẽ tìm hiểu một phen. Những công việc còn lại, hai ông bà cùng hai người con trai nhà ông Hòa đều bận rộn cố làm cho xong trong một buổi chiều. Họ lại gọi thêm người tới đào rạch thông từ ao tù ra ngoài đồng để mà rút nước, bài âm, tạo tiền đề cho ông Năm phá gương phản hứng. Vừa rút vừa tát, tới xế chiều thì ao mới tạm coi là cạn. Người ngợm ai nấy đều lấm lem. Ông Năm quan sát rồi nói với công: Đi lấy cái gương bát quái bị nứt của nhà anh đem đến đây cho tôi. Đợi công đem gương đến, ông Năm đi dọc mép đất cạnh ao, chui qua bụi tre hàng rào, nhìn la bàn tính phương vị, rồi tìm một chỗ đất cắm cái gương bát quái đã nứt xuống, xong xuôi mới trở vào. Công và Thành đều không hiểu ý nghĩa của việc này nên hỏi: Cái gương ấy nứt rồi thì có tác dụng gì đâu thầy? Ai bảo không còn tác dụng. Gương bát quái lạnh là trấn tà ma, nhưng nứt rồi là hút âm. Đặt đối diện ao này là để hút cạn âm còn vướng mắc lại. Cộng với những gì tôi đã bố trí trên trạch đất, qua một thời gian là trừ hết âm, đất sạch như cũ. Vẫn nghe chỉ hiểu ba bốn phần, nhưng Công và Thành không còn lý do để thắc mắc nhiều hơn nữa. Điều họ quan tâm bây giờ là tất cả những vấn đề mà đất của gia đình họ mắc phải đã được xử lý xong chưa. Ông Năm thu lại đồ đạc cất vào làng, vừa nói: Cũng may không phát sinh chuyện hung hiểm gì nữa, về cơ bản là xong rồi đó. Bây giờ lên nghỉ ngơi rồi tôi nói thêm. Nhìn sắc trời đã tà tà tối, hai anh em Công và Thành cũng không muốn nán lại dưới vườn thêm. Một buổi chiều lao động cực lực,
bây giờ mới thấy chân tay uể oải, bụng thì đói, bèn gọi hai người thợ thuê tới giúp rút nước ao, lên nhà rửa chân tay. Bóng người họ lục tục rời khỏi mảnh vườn, để lại phía dưới phần công việc mới vừa tạm làm xong là cái ao cạn lộ đáy bùn cạnh rặng tre. Nhờ có sự giúp đỡ của hai người thầy mà gia đình ông Hòa coi như thoát một tai họa hung hiểm. Ông Năm cùng bà Hà phối hợp, mọi việc được xử lý không quá một ngày đêm. Tối hôm đó, mẹ con bà Hiền sắp xếp Thành vào đổi ca cho Vân về ăn cơm nghỉ ngơi, đưa bà Hiền đi cùng vì đêm nay bà sẽ ở lại chăm chồng. Bởi vậy cùng với hai người thầy, họ ăn nhanh bữa cơm tối. Ăn cơm xong, chỉ có Công ngồi tiếp chuyện với ông Năm bà Hà. Hai ông bà dặn dò anh một số việc cần làm, bà chú ý khi đất đang trong quá trình trừ âm. Ông Năm nói: chiều mai giờ tôi lại qua để dựng bia thổ đậu vào an cục. Đêm nay anh cứ tránh tạm ở nhà bên này đi, đừng có vội qua nhà mới bên kịp. Công nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: thôi à, đêm nay phiền thầy Hà cho cháu tá túc ở cảnh một đêm, cháu qua xem vợ như thế nào luôn. Ừ, không có vấn đề gì. Anh cứ thu xếp nhà cửa ổn thỏa thì qua nhà tôi. Bây giờ tôi về nghỉ ngơi, rồi sáng mai mở cảnh sớm để trừ âm cho vợ anh. Sáng nay nó bị hành cũng mệt lắm đó, tiện thể tẩy yếm cho anh nữa. Bà Hà nói tới đây thì quay sang nhìn ông Năm. Ông Năm đang uống dở chén nước chè, nghe thế bèn gật đầu. Nhớ đến người thai phụ chịu khổ này cũng khiến cho bà Hà trầm ngâm giây lát. Cô gái bị song linh trẻ con hành, một con nhập thai, sai khiến tự mình đào một cái hố ở sau gốc cây sung để chôn mình. Đất quanh gốc sung được tưới máu quỷ nhiễm âm nên rất mềm và ẩm ướt, mới dễ đào. Chưa kể bị âm linh nhập, người tự nhiên có sức lực rất lớn, Mẫn vì thế mới tay không mà đào được đất. Lúc bà cùng với Công chở cô đến cảnh, đã cẩn thận dặn dò người nhà băng bó hai bàn tay xước xác bị đào đất cho cô, đồng thời tẩy nhớp vía. Đợi sáng mai về cảnh, bà Hà tiếp tục xử lý sau. Một điều nữa, bởi vì hướng cửa chính không dẫn thẳng ra vườn, nên cửa ngách đi ra vườn nằm ở phòng ngủ của vợ chồng ông Hòa cho tiện việc đi lại. Bình thường cửa này đóng chẳng mấy khi mở ra, dẫn đến việc Mẫn tự mình đi ra vườn trong lúc ngơ ngẩn, lúc nào không ai hay biết. Căn nguyên sự việc là như vậy. Một đêm cứ thế qua đi, nhưng trong đêm ấy, ở một gia đình khác lại không được bình yên như vậy. Và đương nhiên đó chính là nhà của ông Tính. Nguyên do khiến cho vợ chồng ông ta cay quá hóa liệu mà làm ra chuyện yểm hại nhà hàng xóm là điều dễ hiểu. Nhưng kỳ thật trong đó cũng có chút căn duyên với thầy bà. Bên đằng ngoại, tức là họ hàng của bà Trang, trong gia đình có một người là thầy Pháp, sinh sống ở mạng Hòa Bình. Người này là em trai của bà Trang. Có một khoảng thời gian người cậu này đến thăm gia đình chị gái, chính là thời gian mà nhà ông Hòa đang trục trịch làm nhà. Và đương nhiên, nhà ông Hòa không mảy may để ý tới sự xuất hiện của người xa lạ vào cái thời điểm bận rộn đó. Khoảng thời gian này cũng là lúc những người bên này nhìn ngó, thăm dò đất đai nhà ông Hòa, chuẩn bị kế hoạch, đợi khi nhà ông hoàn thành việc thi công mới bắt tay vào việc lén lút đặt cục yểm xung quanh đất. Trong số con cái của ông Tính và bà Trang ở xa thì có người con dâu làm hậu sinh trong bệnh viện. Có thể hiểu người cậu thầy Pháp kia móc nối với cô con dâu này để có được cốt án của một cặp sinh đôi chết non, rồi đem về luyện và thờ cúng, đưa nó đi ám đất. Ngày song linh quỷ trẻ con bị diệt, bộ cốt án ở nơi thờ cúng cũng liệt. Do trong thuật này có gắn kết giữa phần linh và phần cốt, nên người luyện bị cốt án phản phệ một phần. Người cậu dù lúc đó đã trở về quê nhà ở Hòa Bình, nhưng vẫn không tránh khỏi nhân quả. Nghe phong phanh ở đâu đó nói rằng
Người cậu, em trai này của bà Trang, có một thời từng làm nghề bốc mộ. Thật hư ra sao, người ngoài không biết, vì ông tính bà Trang giấu chuyện trong nhà, người ta cứ đồn vậy thôi. Nhưng từ khi các cục yểm trên đất nhà ông Hòa bị giải, sức khỏe của hai vợ chồng nhà bên kia cứ âm thầm đi xuống. Có hôm ông tính đi ăn sáng, dù đã dẹp tiệm sửa xe từ lâu, nhưng không biết sao hôm ấy ông ta lại nổi lòng tốt mà thay giùm cái xăm xe cho bà chủ quán cháo. Không biết như thế nào mà đang ngồi trong hiên thay lớp xe, cũng bị cái thằng say rượu mất lái tông xe vào, làm què một chân. Bà Trang thì gặp tai bay vạ gió chống chợ búa, quán thịt bị họa chửi lộn, đập phá, xung quanh trù dập, cuối cùng cũng dẹp sạp. Sự việc gia đình ông Hòa bị chơi xấu, bị yểm hại, một thời gian sau mới lan ra ngoài. Hàng xóm sống quanh đó tuy không tận mắt trải qua, nhưng tự nhiên ánh mắt nghi kỵ đều hướng về phía nhà ông Tính. Họ không nói ra miệng, nhưng tin đồn cứ thế âm thầm lan ra ngày một rộng. Mà mấy người con của hai vợ chồng nhà này, người ta nói là không vướng nạn này cũng mắc tai kia, làm ăn thất bát, lụng bại, thỉnh thoảng còn chửi đánh nhau. Để rồi cuối cùng là ông Tính bà Trang thì phải bán mảnh đất tranh giành từng tí một đó mà đi nơi khác sinh sống cùng với con cái. Mảnh đất đó được ông bà bán cho một cặp vợ chồng trẻ sống cùng với hai đứa con. Còn bản thân ông bà từ lúc bị bệnh ngược lại thì sức khỏe sa sút hẳn. Từ hai con người còn linh hoạt, béo tốt, trở nên gầy yếu, lợm khộm, nhìn không ai còn nhận ra bộ dạng ngày nào. Riêng nhà ông Hòa bà Hiền, nhìn thấy nhân quả mà nhà hàng xóm tai ngược tự gây ra thì cũng vơi bớt đi sự tức giận trong lòng. Mà hai người thầy từng giúp họ cũng nói, gieo nhân nào gặt quả nấy, cứ để cho họ tự trả giá cho lòng tham của mình. Lúc nghe thấy câu này, Công thốt lên: đúng là quả báo nhãn tiền mà. Còn ông Hòa, gia chủ chịu vận tai đầu tiên, trải qua một phen thập tử nhất sinh thì cũng đã tỉnh lại sau hai ngày hôn mê. Tuy vượt qua được nguy hiểm, nhưng sức khỏe của ông từ đó về sau yếu đi nhiều. Phần về vợ chồng Công Mẫn, bởi vì thai bị động nên sinh thiếu thắng, cả gia đình phải dồn nhiều tâm sức vào đứa con gái đầu lòng này của cả hai. Mà nói về đứa nhỏ này cũng lắm chuyện kỳ lạ. Sau này có thầy phán là do lúc hoài thai dính dáng tới âm linh. Đúng vào hôm đầy tháng cho con, Mẫn nằm mộng thấy người mẹ đã dứt trần duyên theo hầu cửa thánh về thăm. Nói là về thăm cháu chỉ một lần ấy, rồi từ đó đến tận lúc sinh thằng cu thứ hai, bà mới về một lần nữa rồi biệt tâm. Tâm linh vốn là những chuyện ly kỳ, kể ra ai tin hay không là tùy tâm mỗi người. Nhưng càng thấm thía hơn khi nó khiến cho mỗi người trần chúng ta chiêm nghiệm được rõ ràng về nhân quả. Mà cơ bản nhất là lòng tham luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. Chỉ vì phút giây thù hằn, đố kỵ nhất thời mà có thể phải hối hận mãi về sau. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Đất Ám, một sáng tác của tác giả Lê Ngọc Mai. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.